Rồi, chào các bạn nha. Có thể nói là việc sở hữu một chiếc điện thoại và cái vấn đề là làm thế nào để có thể là tiết kiệm pin và kéo dài cái thời gian sử dụng pin ở trên một chiếc điện thoại là một cái chủ đề mà mình thấy là rất nhiều bạn quan tâm và cũng như là có rất nhiều người đau đầu để có thể là tiết kiệm pin và kéo dài cái thời gian sử dụng pin trên một chiếc điện thoại. Thì có rất nhiều tình huống xảy ra, ví dụ như là cái tình huống mà mình thấy là hay gặp nhất mà bản thân mình cũng đã từng gặp rất nhiều lần, đó là khi mà chúng ta sử dụng điện thoại ở nhà và chúng ta sử dụng điện thoại ở một nơi mà không có cái nguồn sạc là liên tục. Đơn giản nhất là các bạn đi du lịch thì chúng ta có thể là đem theo cục sạc, tuy nhiên thì chúng ta lại không thể lúc nào cũng có thể là tìm được nguồn sạc để cắm điện thoại vào. Hoặc là chúng ta lại tìm đến những cái giải pháp như là sạc dự phòng thì cũng là một giải pháp hay. Cũng như là các bạn có thể là sử dụng một số những tính năng mà mình đã giới thiệu cho những video trước là có thể sạc ngược không dây cho những cái thiết bị điện thoại mà còn nhiều pin. Tuy nhiên thì đó cũng chỉ là cái cách để chúng ta có thể là chữa cháy trong một vài những tình huống đặc biệt. Còn phần lớn là chúng ta vẫn muốn là chiếc điện thoại chúng ta có thể là sử dụng pin lâu dài mà không bị hết, giữa chừng khi mà chúng ta chưa có thể kết nối được với nguồn sạc. Thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tất cả những cái cách để giúp chúng ta có thể là kéo dài được cái thời gian sử dụng pin ở trên một chiếc điện thoại. Và cụ thể ở đây là điện thoại Xiaomi nha. Thì với việc là sở hữu một chiếc điện thoại thì chúng ta cũng mong muốn là chiếc điện thoại chúng ta có thể kéo dài cái thời gian sử dụng pin. Và cái này thì nó tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Ví dụ như là trường hợp thứ nhất là các bạn đi du lịch và chúng ta bị hết gần hết pin mà chúng ta chưa có thể là kết nối với nguồn sạc ngay để có thể là sạc lại cho chiếc điện thoại, thì các bạn sẽ sử dụng cái cách tối đa, đó là tiết kiệm tối đa pin còn lại để có thể sử dụng được trong cái việc là nhu cầu cơ bản như là nghe và gọi. Thì các bạn sẽ vào phần pin. Ở đây thì nó sẽ có một cái chế độ đó là siêu tiết kiệm pin, các bạn bật cái chế độ này lên. Thì khi mà các bạn bật cái chế độ siêu tiết kiệm pin này lên thì điện thoại các bạn nó sẽ chuyển sang cái chế độ đó là nó sẽ hạn chế hết tất cả các hoạt động. Và nó sẽ chuyển điện thoại chúng ta sang giao diện tối. Và đây chính là cái chế độ là gọi là siêu tiết kiệm pin. Thì khi mà các bạn sử dụng cái chế độ này thì điện thoại chúng ta nó sẽ tiết kiệm pin một cách tối đa. Và các bạn chỉ có thể là sử dụng những tính năng cơ bản như là nghe gọi hoặc là nhắn tin. Và các bạn cũng có thể là truy cập vào phần danh bạ. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là xem được những cái thông báo ở đây. Nhưng mà nó cũng chỉ là những cái thông báo có thể bật tắt được wifi hoặc là dữ liệu di động. Và với cái cách này thì nó sẽ rất hữu hiệu trong trường hợp là chúng ta điện thoại chúng ta sắp hết pin và chúng ta không có một cái nguồn sạc dự phòng nào để có thể là sạc ngay lại chiếc điện thoại, thì các bạn sẽ bật cái chế độ này. Rồi, tiếp theo thì những cái trường hợp mà những cái người mà chúng ta không cần thiết là phải siêu tiết kiệm pin như thế này, các bạn vẫn ở đây thì các bạn lại tìm đến cái mục là pin về hiệu suất. Ở đây thì các bạn sẽ không bật cái chế độ là siêu tiết kiệm pin lên nữa mà các bạn sẽ vào phần cài đặt pin. Thì trong cái phần cài đặt pin này các bạn lần lượt thực hiện những cái bước ví dụ như là tắt dữ liệu di động khi mà thiết bị khóa, thì ở đây nó sẽ để là không bao giờ, thì các bạn nên để là sau 5 phút. Thứ hai là các bạn nên bấm vào phần là xóa bộ nhớ đệm khi thiết bị bị khóa, các bạn chọn vào phần sau 1 phút. Rồi, ở đây thì là do chiếc điện thoại này mình không lắp sim cho nên là cái phần tiết kiệm pin 5G mặc dù nó được bật lên nhưng mà mình không thể cài đặt được vì nó đã làm mờ đi. Nếu như các bạn lắp sim vào thì các bạn sẽ bật tắt được cái phần này. Các bạn vào phần tiết kiệm pin. Ở đây các bạn bật cái phần tiết kiệm pin này lên. Đó thì điện thoại các bạn nó sẽ chuyển sang cái giao diện màu vàng như thế này là báo hiệu cho chúng ta biết là chúng ta đang bật cái chế độ tiết kiệm pin. Ngoài ra thì các bạn có thể bật cái phần là không sáng màn hình khi có thông báo này, tắt màn hình luôn bật này. Đó, và tắt khi sạc các bạn bật hết lên. Các bạn cũng có thể là bật cái phần là đề xuất cảnh báo về trình tiết kiệm pin này, thông báo về tính năng sạc nhanh không dây cũng như là những cái phần là tiết kiệm pin trong ứng dụng. Ở đây thì các bạn sẽ được phép là cài đặt sâu những cái ứng dụng mà không được phép sử dụng khi mà nó các bạn bật chế độ là tiết kiệm pin. Thì ở đây các bạn sẽ cài đặt những cái ứng dụng mà các bạn không cho phép nó sử dụng dưới nền để cho nó tiết kiệm pin hơn, thì các bạn bấm vào phần nó là hạn chế ứng dụng dưới nền hoặc là hạn chế hoạt động nền. Đó. Các bạn sẽ chọn những ứng dụng mà các bạn không dùng. Các bạn chọn vào chế độ đó là hạn chế hoạt động nền. Khi mà các bạn chọn như thế này thì những cái ứng dụng này nó sẽ không được phép hoạt động dưới nền dưới mọi hình thức. Bởi vì các bạn biết là với những cái ứng dụng chúng ta không dùng, tuy nhiên thì chúng ta có kết nối internet như là wifi hoặc là dữ liệu di động, thì một số những ứng dụng nó vẫn tự động nó hoạt động dưới nền để nó cập nhật cái dữ liệu. Ví dụ như là những cái ứng dụng như là nhắn tin thì nó vẫn có thể là hoạt động dưới nền để nó cập nhật dữ liệu, thì các bạn nên tắt đi. Thì như vậy thì nó sẽ đỡ tốn pin hơn. Rồi, ngoài ra thì các bạn quay trở lại phần màn hình cho mình. Ở đây thì các bạn nên đặt điện thoại chế độ tối. Thì với những cái dòng điện thoại thông minh và cao cấp bây giờ thì hầu hết là sử dụng cái công nghệ màn hình OLED. Cho nên là khi mà các bạn chuyển sang cái giao diện tối như thế này thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn là các bạn để giao diện sáng nha. Đó. Và trong cái phần là độ sáng thì các bạn cũng nên kích hoạt cái chỗ đó là độ sáng tự động.
Tiếp theo thì với những cái điện thoại mà có sử dụng cái tần số quét cao thì các bạn nên hạ cái tần số quét xuống và hạ cái độ phân giải màn hình xuống. Ngoài ra thì các bạn có thể là vào cái phần cài đặt những cái kết nối. Các bạn có thể kiểm tra, ví dụ như là cái phần vị trí nếu như nó đang được bật thì các bạn nên tắt đi, thì cái vị trí này nó rất là tốn pin. Và với những cái cách trên thì các bạn sẽ kéo dài được cái thời gian sử dụng pin ở trên điện thoại các bạn mà vẫn sử dụng được những cái ứng dụng cơ bản hàng ngày.